Tất cả chúng ta đều có khả năng tâm linh và tất cả chúng ta đều có psychic abilities hết. Hello my loves, welcome back to my channel. Mình là Kimmy và clip ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tất cả các khả năng tâm linh, psychic abilities mà các bạn có thể có hoặc không nhá. Mình muốn nói là tất cả mọi người đều có khả năng tâm linh, tất cả mọi người đều có căn hết. Tất cả mọi người đều có thể đọc được tarot, đều có thể xem bói được, đều có thể làm những cái thứ như là tử vi hoặc là astrology. Khả năng tâm linh không phải là một cái gì đấy mà nó rất là thần thánh, nó rất là ma quỷ. Các bạn nhìn thấy ma, các bạn nhìn thấy nói chuyện với cả người âm rồi thì các bạn đọc được những cái thứ mà người bình thường không đọc được, có thể là vẫn sẽ có nhá, nhưng bản chất tất cả mọi thứ đều là năng lượng. Và tất cả con người chúng ta sẽ có những cái giác quan ấy, mà với một vài người thì sẽ có một vài giác quan của họ mạnh hơn những cái giác quan khác. Thì khi mà cái giác quan đấy của bạn mạnh hơn ấy, bạn sẽ có khả năng bắt được những cái sóng hoặc là bắt được những cái tần số nó thuộc về cái giác quan đấy, và nó khiến cho cái khả năng tâm linh hoặc là nó khiến cho cái giác quan đấy của bạn nó mạnh hơn những cái giác quan khác rất là nhiều. Mỗi người sinh ra sẽ có những cái khả năng tâm linh của riêng mình ấy, và cái khả năng đấy nó sẽ gắn liền với cả cuộc đời bạn, hoặc là nó sẽ support cho cái sứ mệnh, hoặc là support cho tất cả những cái thứ mà bạn sẽ làm sau này, cho cái con đường mà các bạn sẽ đi. Ngày còn trẻ hoặc là trẻ con ấy sẽ có cái khả năng tâm linh mạnh nhất, tại vì khi đấy chúng ta mới được sinh ra và chúng ta vẫn chưa bị tất cả những cái thứ liên quan đến cuộc sống, tất cả những cái chất độc hại nó ảnh hưởng đến cái khả năng tâm linh của mình. Tuy nhiên ấy, càng ngày khi mà chúng ta càng già đi hoặc khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta tiếp xúc với cả xã hội và chúng ta tiếp xúc với cả những cái thứ nó vật chất hơn, nó sẽ khiến cho con người chúng ta quen với cả cái thế giới 3D này, và thế là chúng ta dần dần quên mất cái khả năng tâm linh của mình, cho đến khi nào mà bạn nhớ lại hoặc là bạn có thể kích hoạt được nó lại để có thể sử dụng những cái khả năng đấy. Nhìn chung chúng ta sẽ có 4 loại khả năng tâm linh, 4 psychic abilities mà chúng ta thường hay gặp nhất. Mỗi người có thể sẽ có nhiều hơn một loại psychic abilities nhá, hoặc có thể là chỉ có một loại. Nếu như các bạn cảm thấy là mình có nhiều hơn hoặc là mình đúng nhiều hơn với cả một loại khả năng tâm linh ấy, thì có nghĩa là bạn thật sự rất là gifted, bạn thật sự rất là tài năng, hoặc là bạn có rất là nhiều thứ để có thể theo đuổi. Và mình muốn nói là tất cả mọi người đều có khả năng tâm linh, tất cả mọi người đều có năng lực, và tất cả mọi người đều có thể ứng dụng nó hoặc là đều có thể kích hoạt nó lên nhé. Trong clip ngày hôm nay mình sẽ nói đến 4 loại năng lực tâm linh hoặc là 4 loại psychic abilities mà nó nổi bật nhất, nhiều người có nhất, tất cả những cái dấu hiệu của những cái loại năng lực đấy, và ngoài ra là sứ mệnh của bạn hoặc là tài năng của bạn khi mà có những cái năng lực đấy sẽ như thế nào. Nếu như bạn cảm thấy là mình rơi vào nhiều hơn một loại khả năng tâm linh thì tức là bạn thật sự rất là tài năng. Đầu tiên chúng ta có clairaudience, tức là clear hearing, gọi dịch ra có nghĩa là nghe rất là rõ. Vì cái khả năng này thì có thể coi là tai của bạn hoặc là khả năng là nghe âm thanh của bạn sẽ tốt nhất nhá. Nếu như mà các bạn có những cái dấu hiệu, thứ nhất là bạn nghe được những cái âm thanh mà nó ở cái tần số cao hơn hoặc là thấp hơn ấy, cái cảm giác khi mà lúc nào bạn cũng có tiếng rung rung ở trên tai này, đấy là tại vì bạn có khả năng nghe được những cái thứ mà nó không thuộc về cái thế giới 3D này. Bạn có thể nghe được những cái linh hồn, hoặc là bạn có thể nghe được những cái vật thể nó thiêng liêng hơn ấy. Nếu như nó là những cái âm mà nó cao ấy, cái tiếng rung rung mà nó cao ấy, thì có nghĩa là bạn nghe được những cái linh hồn mà nó ở vibration cao hơn. Còn nếu như mà nó thấp thì tức là bạn đang lắng nghe được những cái năng lượng hoặc là những cái âm mà nó ở cái tần số thấp hơn. Chính vì thế như bạn thường xuyên nghe được những cái âm rung động ở trong tai mình thì tức là bạn có khả năng clairaudience, tức là nghe rất là rõ. Thứ hai, mình thấy những người có khả năng này ấy, hay có cảm giác là hồi còn bé sẽ nghe thấy người gọi tên mình, hoặc kể cả khi bạn lớn lên nhá, bạn sẽ nghe thấy có người gọi tên mình hoặc có người gọi mình, nhưng mà thực ra lại không có ai ở bên cạnh cả. Ngoài ra bạn sẽ có nghe thấy những cái thứ như là tiếng bước chân này hoặc là cái tiếng đi lại trên cầu thang ấy, trong khi chắc chắn là xung quanh không có ai hết. Đấy là tại vì bạn nghe được tiếng bước chân của những thứ như là spirit hoặc là những cái linh hồn, những cái thực thể nó thiêng liêng hơn. Thứ ba, nếu như bạn là tarot reader ấy, thì thường có thể bạn sẽ hay dùng những cái từ như là I hear, tức là mình nghe thấy một cái gì đấy, mình nghe thấy một cái thứ gì, hoặc mình nghe thấy âm thanh nào đấy ấy. Tại vì mọi thứ nó sẽ đến với bạn qua dạng năng lượng, và tại vì bạn nghe rất là rõ nên là bạn sẽ cảm giác được nó là âm thanh. Thứ tư, mình thấy những người có khả năng này ấy, họ thường hay nói chuyện với các bản thân, hoặc là họ thường hay nói chuyện một mình ấy. Không phải là bạn có vấn đề đâu, mà là tại vì bạn sẽ kiểu lắng nghe tốt nhất, hoặc là bạn sẽ có khả năng cảm nhận được thông tin tốt nhất nếu như mà bạn nói nó ra thành lời. Cho nên mình cảm giác đây là những người họ thường nói chuyện trước gương này, hoặc là đôi khi bạn có một mình thôi, bạn cũng sẽ buột miệng nói ra những cái câu mà nó là tự nói với cả bản thân mình ấy. Và tiếp theo đó chính là bạn có cái âm ở bên trong mình rất là lớn, cái tiếng nói ở trong đầu mình ấy. Ví dụ như kiểu khi mà bạn đọc một quyển sách hoặc là khi mà bạn đọc một cái gì đấy ấy, thì bạn nghe rất là rõ được là cái tiếng ở bên trong đầu mình như thế nào. Hoặc là khi bạn suy nghĩ ấy, thì cái âm thanh trong đầu bạn khi mà suy nghĩ cũng sẽ rất là lớn. Cái này sẽ rất khó để có thể tả cho những cái người mà họ không hiểu ấy, nhưng mà sẽ cảm giác cái âm thanh trong đầu bạn nó rất là rõ ràng. Đấy là tại vì đôi khi bạn sẽ nhận được những cái tin nhắn, bạn sẽ nhận được những cái lời động viên hoặc là những cái sự chỉ dẫn thông qua spirit, thông qua những cái linh hồn hướng dẫn, và nó sẽ đẩy đến
đến thông qua cái thông tin ở trong đầu bạn hoặc là thông qua cái luồng suy nghĩ ở trong đầu bạn, nên là bạn có thể nghe nó rất là rõ, thậm chí là bạn có thể phân biệt rất là rõ tiếng nói nếu như nó là của mình hoặc nếu như nó không phải là của mình nữa cơ. Và khi bạn xem một bộ phim, khi mà bạn ra rạp xem phim ấy, thì cái thứ mà nó làm cho bạn cảm thấy thích thú nhất ở cái bộ phim đấy chính là những cái thứ như là âm thanh, chính là những cái thứ như là tiếng động, hoặc đôi khi là kể cả những cái câu quote ở trong đấy nhá. Nếu như bạn là một người mà thường xuyên trích dẫn tất cả những câu quote ở trong movie này, nếu như bạn thường xuyên cảm thấy là rung động hoặc là cảm thấy chạm vào phần cảm xúc của mình khi mà bạn xem phim ấy, bạn sẽ nhớ nhất tất cả những cái lời thoại, bạn sẽ nhớ nhất tất cả những cái âm thanh, và bạn sẽ là cái kiểu người ví dụ như kiểu xem phim kinh dị ấy, bạn sẽ cảm thấy là ôi cái đoạn này nó sợ tại vì âm thanh của nó sợ ấy. Đấy, thì cũng là cảm giác bạn rất là mạnh những cái thứ như là cái khả năng nghe của mình. Có thể bạn sẽ nhớ rất là rõ những cái lời nói, nhớ rất là rõ những cái lời thoại, hoặc là nhớ rất là rõ những cái đoạn phim ấy, những cái đoạn trích ấy. Và đấy là cái thứ nó khiến cho bạn cảm nhận được cái bộ phim đấy, hoặc là cảm nhận được cái tình cảm rõ nhất. Ngoài ra trong tất cả các loại nghệ thuật và các loại sáng tạo ấy, bạn sẽ cảm thấy yêu thích nhất đó chính là âm nhạc hoặc là âm thanh. Các bạn có thể yêu thích tất cả những cái thứ như là lời bài hát này, các bạn có thể nhận được tin nhắn khi mà ở trong lời bài hát, các bạn có khả năng nhảy rất là tốt, các bạn có khả năng hát rất là tốt, tại vì cái khả năng cảm nhạc của bạn ấy, nó rất là rõ ràng. Bạn sẽ biết lúc nào là lên cao xuống thấp ấy, bạn sẽ biết kiểu lúc này lúc kia ấy. Mình đoán các bạn sẽ là những cái người hát karaoke rất là tốt này, có khả năng kiểu lúc nào cũng hát đúng nhạc ấy. Và thật sự âm nhạc đối với các bạn nó sẽ là một cái gì đấy mà nó rất là quan trọng ấy. Bạn thích nghe nhạc của những cái người mà bạn yêu thích này, bạn có thể cảm nhận được từ âm nhạc, và bạn có thể nhận được những cái tin nhắn từ cái âm nhạc mà nó chuyển đến, tại vì âm nhạc nó là thứ rất là gần với lại năng lượng ấy. Và cái khả năng bạn có thể cảm nhận được nó có nghĩa là bạn có cái khả năng nghe rất là tốt. Dấu hiệu tiếp theo là bạn có khả năng nghe được người khác đang nghĩ cái gì ấy, khi mà họ nói chuyện với bạn. Tức là bất kể người trước mặt bạn ấy, họ có nói cái gì, họ có giả vờ cái gì, họ giả vờ là một ngày của họ đang vui, nhưng mà thực ra bản thân bạn có thể nghe được là họ đang buồn hay không, bản thân bạn có thể nghe được là họ đang cảm thấy như thế nào. Hoặc là một người không có ý tốt với bạn nhé, bạn cũng có khả năng nghe được người đấy đang nghĩ cái gì. Bạn rất có thể hồi trẻ bạn sẽ nghĩ nó là cái thứ hiện ra trong đầu bạn ấy, nhưng mà thực ra ấy, đấy chính là cái khả năng tâm linh của bạn. Đấy là cái việc bạn có thể nghe được rất là rõ suy nghĩ của người khác. Mình là một người có khả năng này ấy, cho nên là bình thường ấy, ngày xưa mình hay có cái kiểu đi qua một người nào đấy, mình sẽ nghe thấy một cái tiếng là người đấy đang nói gì liên quan đến mình, hoặc là người đấy đang bảo gì về mình ấy. Ngày xưa mình cứ nghĩ là mình tự tưởng tượng ra ấy, nhưng về sau mình mới biết là mình có khả năng nghe được suy nghĩ của người khác. Ngoài ra bạn có thể là một người lắng nghe rất là tốt, mọi người thường xuyên đến chia sẻ với bạn, mọi người thường xuyên đến để xin bạn lời khuyên, mọi người thường xuyên nói những câu chuyện của họ với bạn, tại vì bản chất bạn có khả năng lắng nghe và bạn có thể hiểu được thật sự người khác đang nghĩ thì cái gì, bạn có thể hiểu được thật sự là mình nên nói gì nữa. Và mình còn thấy là đôi khi ấy, các bạn còn có khả năng truyền tải những cái tin nhắn mà người đấy không nghe được đến cho họ, giống như kiểu tin nhắn từ một cái chiều không gian khác, tin nhắn từ thế giới linh hồn. Nếu như mà bạn không biết thì chỉ đơn giản bạn là một người bạn rất là tốt và bạn thường xuyên đưa ra tất cả những cái lời động viên an ủi ấy, nhưng mà đấy là một dạng bạn đang truyền tải tất cả những cái tin nhắn từ spirit guide của họ đến cho họ. Và dấu hiệu cuối cùng, nếu như bạn có khả năng clear audience, clear hearing hoặc là nghe rất là tốt ấy, đó chính là cái thứ làm cho bạn khó chịu nhất ấy, đó chính là âm thanh. Tức là bạn rất cần cái việc yên tĩnh, hoặc là cái âm thanh nó quá là lớn, giống như kiểu tiếng báo động này, tiếng còi này, hoặc là bạn rất là nhạy với tất cả những cái thứ mà nó ầm ĩ đấy. Bạn cần cái sự yên tĩnh, hoặc là bạn cần cái cảm giác thanh bình trong tâm trí khi mà nó không có những cái âm thanh nó khiến cho bạn khó chịu ấy. Thì tức là bản thân bạn có khả năng nghe được những cái thứ mà người bình thường không nghe được, và bạn sẽ rất là nhạy với những cái thứ hoặc là những cái âm thanh, những cái tiếng động mà nó quá là khó chịu. Và với việc bạn có khả năng clear audience thì tức là cái sứ mệnh của bạn, cái nhiệm vụ của bạn khi đến trái đất ấy, đó chính là tạo ra âm nhạc hoặc là tạo ra những cái lời nói để có thể nâng xã hội của chúng ta lên, hoặc là để có thể nâng cái vibration của thế giới lên. Các bạn có thể là ca sĩ, các bạn có thể là nhạc sĩ, các bạn có thể viết lời, các bạn có thể làm nhạc, các bạn có thể làm ra những cái âm nhạc mà nó có cái tần số rung động cao, giúp cho người khác awakening, hoặc là giúp cho người khác sống đúng với cả sứ mệnh của mình, hoặc đơn giản là chỉ thông qua những cái lời bài hát hoặc là những cái âm nhạc mà bạn làm ra thôi ấy, nó sẽ khiến cho mọi người cảm thấy là được truyền cảm hứng, cảm thấy được sống đúng với cả bản thân mình. Ngoài ra các bạn có thể là public speaker, tức là các bạn có khả năng nói chuyện trước đám đông rất là tốt này. Các bạn có thể là tarot reader, tại vì bạn sẽ truyền tải được tất cả những cái tin nhắn từ một thế giới khác. Các bạn có thể kết nối được với những cái người mà họ đã khuất này, với những cái người mà họ đang không ở đây, giống như kiểu spirit guide. Bạn có thể đưa ra những cái lời khuyên, các bạn có thể là tư vấn, các bạn có thể là bác sĩ tâm lý. Tức là
tất cả những cái công việc mà nó cần dùng lời nói của các bạn nhé. Và kể cả là khả năng lắng nghe của các bạn cũng rất là tốt nữa. Nên gần như là tất cả những cái nghệ thuật nào mà nó liên quan đến lời nói, liên quan đến âm nhạc, nó cũng đều rất là phù hợp với các bạn. Và mình cũng thấy những người này thường họ sẽ làm YouTuber rất là nhiều, hoặc là làm tarot reader trên YouTube này. Tại vì các bạn biết phải nói gì, biết phải làm gì rất là đúng lúc. Các bạn cũng có thể live coaching ấy, tức là đưa ra lời khuyên cho người khác. Hoặc cuối cùng là các bạn có thể dạy về những cái thứ như là manifestation, những cái thứ giống như kiểu luật hấp dẫn. Và nếu như các bạn là người thực hành luật hấp dẫn ấy, thì cái cách tốt nhất để có thể manifest cái tương lai của các bạn, đó chính là các bạn sử dụng lời nói, đó chính là các bạn thường xuyên sử dụng affirmation. Một dạng bạn ngày nào cũng nói vào tai mình ấy, là mình cần phải làm gì, là mình rất là xinh đẹp, hoặc là mình rất là giàu có. Hoặc là bạn viết ra về ngôn từ, nó cũng là một dạng lời nói, hoặc nó cũng là một dạng nghe được mà. Các bạn cũng có thể là những cái người viết lách rất là tốt, hoặc là viết sách nữa, viết content. Nói chung tất cả những cái gì thể hiện thông qua lời nói, thông qua ngôn từ, nó sẽ giúp cho các bạn truyền cảm hứng hoặc là nâng cái vibration của thế giới lên. Khả năng tâm linh thứ hai đó chính là clairsentience, hay còn gọi là clear feeling, có nghĩa là cảm thấy rất là rõ. Nếu như dịch ra, có thể coi bạn là một người có khả năng cảm thấy năng lượng rất là rõ này. Và cái dấu hiệu đầu tiên ấy, tức là bạn có khả năng cảm nhận được năng lượng của một căn phòng. Khi mà bạn bước chân vào căn phòng đấy, bạn sẽ biết được là nó đang tốt hay đang xấu. Bạn sẽ biết được là mọi người có vừa cãi nhau ở trong đấy không này. Hoặc đôi khi bạn sẽ biết được cái căn nhà đấy nó đang bị ma ám. Hoặc là bạn bước vào nơi đấy, bạn sẽ cảm thấy là nó không tốt đấy, nó rất là tăm tối, bạn sẽ cảm thấy là bạn không thích ở cái nơi đấy. Tuy nhiên ngược lại cũng sẽ có những cái căn phòng hoặc có những nơi khi mà bạn đặt chân vào, bạn sẽ cảm thấy cái năng lượng của nó rất là tích cực. Bạn sẽ cảm thấy cái nơi đấy thật sự rất là vui vẻ và bạn cảm giác là nó đang ở cái trạng thái rung động cao. Ngoài ra mình cũng thấy đây là những người họ rất dễ bị tác động bởi những cái thứ như là môi trường xung quanh, tại vì họ có khả năng cảm nhận được tất cả những cái thứ xung quanh mình một cách rất là rõ ràng ấy. Nên nếu như họ ở một cái môi trường mà cái năng lượng của nó không tốt thì bản thân họ cũng sẽ ở cái trạng thái không tốt luôn. Dấu hiệu thứ hai đó chính là bạn có rất là nhiều những cái trải nghiệm liên quan đến cơ thể của mình, tại vì nó là cảm giác mà. Ví dụ như kiểu bạn thường xuyên cảm thấy rùng mình này, hoặc là bạn thường xuyên cảm thấy nổi da gà này, bạn cảm giác giật mình. Thực ra đấy là tại vì bạn cảm nhận được những cái năng lượng, hoặc là bạn cảm nhận được spirit guide, những cái linh hồn hướng dẫn, những cái thực thể thiên liêng hơn thông qua cái giác quan của mình, đó chính là cảm nhận ấy. Nên nếu như bạn thường xuyên gặp những cái vấn đề đấy ấy, thì thực ra là không có vấn đề gì với bạn đâu, mà là tại vì bạn có cái khả năng clairsentience, hoặc là bạn có khả năng cảm nhận rất là tốt. Dấu hiệu thứ ba đó chính là bạn có cảm giác được một ai đấy ấy, và cái việc đấy nó trở thành đúng. Ví dụ như kiểu trước khi gặp mặt một người ấy, bạn có cảm giác là bạn không thích người đấy chẳng hạn, hoặc là không có một cái lý do nào nhưng bạn cứ có cảm giác là người đấy có vấn đề ấy, và sau đấy thì mọi thứ được chứng minh là đúng. Hoặc là ngược lại nhé, vừa gặp một người bạn đã rất là thích người ta, hoặc bạn đã cảm thấy người ta là người tốt chẳng hạn, thì thực ra là tại vì bạn có khả năng cảm nhận được năng lượng và bạn có khả năng cảm nhận được sự thật đó là như thế nào. Và càng về sau bạn sẽ càng tin tưởng vào cái khả năng và cái trực giác đấy của mình hơn. Dấu hiệu tiếp theo mình thấy đây là những cái người họ thường xuyên nói là I feel ấy, hoặc là họ nói là mình cảm thấy là như thế, mình cảm thấy cái nơi này không ổn, mình cảm thấy là mình nên làm cái này, mình cảm thấy là mình nên ăn cái món kia. Tức là mọi thứ nó đều đến từ cái việc là họ cảm nhận được như thế nào. Tất nhiên là tất cả những cái thứ như là cảm thấy ấy, thì nó cần cái việc là bạn theo dõi ấy, hoặc là bạn tự quan sát bản thân mình xem là mình có thường xuyên nói cái câu đấy không ấy. Nếu có thì chắc chắn là bạn đang có cái khả năng cảm nhận rất là tốt. Và mình thấy khi mà xem phim ấy, thì cái thứ mà nó khiến cho bạn cảm thấy hứng thú nhất, hoặc là cái thứ khiến cho bạn cảm thấy yêu thích nhất, đó chính là những cái nhân vật ở trong phim. Và cái cách mà tất cả những cái nhân vật đấy họ tương tác với nhau, hoặc là cái quan hệ giữa tất cả những cái nhân vật đấy. Ví dụ như kiểu những người có khả năng nghe thì họ sẽ yêu thích nhất là âm thanh, những người có khả năng nhìn thì họ sẽ yêu thích những cái thứ như là hiệu ứng. Nhưng với các bạn ấy, các bạn sẽ yêu thích cái việc là mọi người tương tác với nhau như thế nào, hoặc là cái cách mà tất cả các nhân vật thể hiện bản thân như thế nào ấy. Đấy, thì nếu như có cái việc đấy thì tức là các bạn có khả năng nghe tốt. Ngoài ra là bạn có thể cảm nhận được là cái nhân vật đấy họ đang cảm thấy như thế nào, tức là họ vui hay họ buồn, hoặc là cái nhân vật đấy họ sẽ yêu ai. Dấu hiệu tiếp theo đó chính là bạn bị tác động rất là lớn bởi những cái thứ như là astrology, bởi những cái thứ như là chiêm tinh. Ví dụ như kiểu sao thủy nghịch hành, nó sẽ khiến cho bạn suy nghĩ không được tốt, nó sẽ khiến cho bạn không thể nào tập trung được. Hoặc là khi mà trăng tròn hoặc là trăng non ấy, nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy tức giận hơn, hoặc là nó sẽ khiến cho bạn cảm giác moody hơn. Tức là tất cả những cái thứ mà chuyển động của các hành tinh ấy, nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy là mình bị ảnh hưởng rất là nhiều hoặc rất là rõ ràng. Đây cũng là một trong những thứ mà các bạn cần phải để ý hoặc là cần phải quan sát ấy. Vì thực ra chúng ta cần thời gian để có thể nghiên cứu xem là chúng ta cảm thấy như thế nào trước khi chúng ta biết được là mình có bị ảnh hưởng bởi các hành tinh không. Tiếp theo, bạn sẽ chỉ làm một cái việc gì đấy nếu như bạn cảm thấy là nó đúng thôi. Ví dụ như kiểu hôm nay bạn đi ra khỏi nhà ấy, nếu như bạn cảm thấy là bạn muốn ra khỏi nhà,
hôm nay bạn muốn ăn cái đồ này tại vì bạn cảm thấy là bạn muốn ăn cái đồ đấy, và bạn sẽ không làm cái gì nếu như bạn cảm thấy là bạn không muốn làm cái việc đấy. Bạn sẽ dọn nhà nếu như bạn cảm thấy là bạn đang có hứng dọn nhà. Tất cả mọi thứ nó sẽ không có một cái lý do nào đặc biệt cả, chỉ đơn giản là bạn cảm thấy cái đấy và bạn sẽ làm cái việc đấy thôi. Lý do thứ 8 đó chính là các bạn là những cái người rất yêu thích những thứ như là lịch sử, rất yêu thích những cái thứ giống như kiểu đến viện bảo tàng này, hoặc là những cái thứ khảo cổ, những cái thứ mà nó lâu đời hơn, tại vì bạn muốn cảm nhận được cái không khí ở đấy, hoặc là bạn muốn cảm nhận được cái năng lượng ở đấy. Bạn sẽ yêu thích những cái nền văn hóa mà nó xa xưa chẳng hạn. Mình nghĩ là những cái nơi cổ kính hoặc là những cái ngôi nhà kiểu cổ cổ ấy nó cũng sẽ rất là hợp với các bạn. Lý do thứ 9, các bạn là những cái người sinh ra đã là empath hoặc là sinh ra đã là người thấu cảm. Chỉ đơn giản là các bạn là cái người có khả năng cảm nhận được năng lượng, hoặc là các bạn có khả năng cảm nhận được cảm xúc của người khác rất là tốt. Đôi khi là chỉ cần ở bên cạnh một người mà họ đang cảm thấy buồn, hoặc là ở bên cạnh một người mà họ cảm thấy không vui ấy, thì các bạn cũng sẽ bị nhiễm luôn cái cảm giác không vui đến từ họ. Hoặc là một người mà họ đang đau lòng ấy, thì bạn cũng có thể hiểu được hoặc cũng có thể cảm nhận được họ đang đau lòng như thế nào. Và ngược lại ấy, nếu như bạn ở bên cạnh những cái người mà họ rất là tích cực, những cái người mà họ rất là hào hứng ấy, vui vẻ, thì bạn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ luôn, bạn cũng sẽ cảm thấy hào hứng luôn, bạn cũng sẽ cảm thấy yêu đời luôn. Chính vì thế là bạn sẽ bị tác động rất là lớn bởi những cái người xung quanh. Nên mình thấy đây là những người họ thường không thích những nơi như là đám đông nhá, tại vì bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lượng rất là nhiều. Những thứ như là đám đông nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy quá tải và bạn cần cái việc được ở một mình, hoặc là bạn cần cái việc bảo vệ cái năng lượng của mình lại, tại vì bạn sẽ bị cảm nhận một cách quá đà khi mà bạn ở bên cạnh quá là đông người. Ngoài ra mình cũng thấy là hãy cẩn thận với những cái người bạn vây quanh nữa, hãy cẩn thận với những cái người mà bạn tương tác cùng hoặc là những cái người mà bạn chơi cùng. Dấu hiệu cuối cùng ấy của việc bạn có khả năng cảm nhận rất là tốt, clairsentience, tức là bạn sẽ cần tất cả mọi thứ ở trong phòng của bạn nó để ở cái vị trí đấy để bạn có thể cảm nhận là nó đang đúng ấy. Cái này sẽ rất hơi khó tả. Có thể là đôi khi khi bạn ở cái tâm trạng vui ấy, bạn sẽ muốn để cái giường của bạn ở đây, hoặc là bạn sẽ muốn để máy tính của bạn ở đây chẳng hạn. Tuy nhiên đôi khi bạn lại muốn di chuyển nó ra chỗ khác, hoặc là mỗi mùa bạn lại muốn di chuyển cái nơi mà bạn ở, hoặc là bạn lại muốn di chuyển cái đề co, cái đồ đạc trong phòng của bạn chẳng hạn. Bạn muốn tất cả mọi thứ nó phải ở đúng cái vị trí đấy thì bạn mới có cảm giác là thanh bình trong tâm hồn, hoặc là bạn mới có cảm giác thoải mái, hoặc là bạn mới có cảm giác là yên tâm được ấy. Tức là nó là cái cảm giác bạn cần nó ở đúng cái vị trí đấy. Mà đôi khi mọi người hỏi là tại sao lại đặt ở đấy thì bạn sẽ không thể nào trả lời được, vì nó sẽ không có bất kỳ một cái lý do nào mà. Và nếu như bạn có tất cả những cái dấu hiệu trên ấy, khi mà bạn có khả năng là clairsentience ấy, thì cái mission của bạn, cái sứ mệnh của bạn trong cuộc sống ấy, đó chính là healer. Thực ra những cái thứ như là healer hoặc làm về chữa lành ấy, nó sẽ rất là rộng lớn. Các bạn có thể là tarot reader, các bạn có thể là bác sĩ tâm lý, các bạn có thể thật sự là bác sĩ này, và các bạn có thể làm những cái việc giúp nâng cái vibration của thế giới lên, hoặc là các bạn có thể làm những cái việc giúp cho mọi người cảm thấy tốt hơn ấy. Các bạn sẽ tự nhiên hướng đến muốn giúp đỡ những cái người mà họ có hoàn cảnh khó khăn này, muốn giúp đỡ những cái người như kiểu trẻ mồ côi, người già, những cái người ốm đau bệnh tật, tại vì bạn có khả năng cảm nhận được nỗi đau của những cái người đấy, hoặc là bạn có khả năng cảm nhận được là tại sao họ lại làm như thế. Mình thấy là bạn thường xuyên sẽ muốn giúp đỡ những cái người kém may mắn hơn. Và thực ra là khi mà bạn làm những cái công việc như là tư vấn ấy, bạn sẽ coi tất cả mọi người là như nhau, tại vì bạn hiểu là tại sao mọi người lại có cái cách hoạt động như vậy, và bạn hiểu là tại sao họ lại làm như thế, tại vì bạn có cái khả năng cảm nhận được người ta rất là tốt mà. Ngoài ra về cái cảm giác cảm thông ấy, thì bạn cũng sẽ có thể dạy bảo được người khác nữa, tức là dạy những cái thứ khiến cho cuộc sống của người khác tốt hơn, dạy những cái thứ mà bạn biết cho những cái người xung quanh. Mình cảm giác là bạn sẽ giúp người khác thông qua cái trải nghiệm hoặc là thông qua cái kinh nghiệm của bản thân mình. Mình thấy đây sẽ là những cái người mà họ làm tarot reader hoặc là họ làm bất kể cái gì liên quan đến tâm linh thật sự rất là tốt, tại vì bản thân họ có khả năng cảm nhận được và họ sẽ hiểu được thật sự cái người đối diện đang nghĩ cái gì. Ngoài ra tất cả những cái người làm việc giống như kiểu Reiki này, giống như kiểu massage này, tất cả những cái trạng thái chữa lành mà liên quan đến năng lượng, mình cũng thấy là họ sẽ rất là giỏi. Hoặc là họ có thể biết được người kia đang có cái ốm đau ở đâu ấy, đang cảm thấy không ổn ở chỗ nào nữa. Và nếu như các bạn là những cái người thực hành luật hấp dẫn ấy, thì cái việc mà giúp các bạn manifest nhanh nhất cái tương lai hoặc là cái ước mơ của các bạn, đó chính là các bạn phải cảm nhận, đó chính là các bạn phải hiểu được là cái cảm giác khi mà bạn đã có thứ đấy là như thế nào. Ví dụ như kiểu bạn muốn có một công việc bạn mơ ước ấy, thì các bạn có thể đọc, hoặc là các bạn có thể nói ra, các bạn có thể viết ra, các bạn có thể hình dung, các bạn có thể xem ảnh. Nhưng cái quan trọng nhất là các bạn phải cảm nhận được cái cảm giác khi mà mình đã có cái công việc đấy là như thế nào, hoặc khi mà mình đã ở trong cái công việc đấy là như thế nào. Đấy sẽ là cái cách mà các bạn sẽ kéo cái tương lai của mình về, hoặc là sẽ mang đến cho bạn cái ước mơ nhanh nhất có thể. Khả năng thứ 3 đó chính là claircognizance, hay còn gọi là clear knowing, hay còn gọi là tự biết nếu như mà chúng ta dịch ra, hoặc là biết một cách rất là rõ ràng nhá. Nếu như mà các bạn là một người có khả năng này ấy,
thì bản thân các bạn là một người có cái não rất là logic, hoặc là bạn có khả năng tính toán rất là tốt. Bạn sẽ biết tự hỏi trước khi tin vào một thứ gì đấy này, hoặc là một người nói là cái nhà này bị ma ám ấy, thì bạn sẽ hỏi chấm xem là tại sao nó lại bị ma ám, tại sao lại nghĩ thế, có phải nghe thấy âm thanh nào không. Tức là tất cả mọi thứ bạn đều đặt câu hỏi tại sao. Ngoài ra mình cũng thấy bạn là những cái người có khả năng giải quyết những cái vấn đề rất là tốt ấy, tại vì bạn sẽ biết được là cái nguồn gốc ở cái vấn đề đấy nó bắt nguồn từ đâu. Thứ hai, mình thấy các bạn là những cái người rất là tận hưởng cái việc research này, cái việc mà nghiên cứu rồi thì đào sâu xem là cái thứ đấy nó là cái gì ấy, với những cái thứ mà các bạn thích. Và kể cả là các bạn không quá là yêu thích việc đọc sách ấy, thì các bạn cũng sẽ lên trên YouTube, các bạn sẽ tìm xem là tại sao cái đấy nó lại là như vậy, tại sao cái thứ đấy nó lại là như thế. Tức là thật sự bạn là những cái người thường xuyên tìm hiểu những cái thứ thông tin này, thường xuyên đào sâu nghiên cứu. Bạn sẽ rất thích đọc, rất thích xem những cái thứ như là phim tài liệu, những cái thứ mà nó giải thích về cái quy luật cuộc sống, hoặc là nó giải thích những cái thứ ở trên trái đất. Tiếp theo mình thấy là những cái người rất là yêu thích những thứ như là astrology, những cái thứ như là numerology ấy, những cái thứ kiểu thần số học hay là chiêm tinh này. Bạn sẽ muốn tìm hiểu xem các vì sao, tại sao lại kiểu tác động đến chúng ta nhé, tại sao nó lại như thế. Các bạn muốn nghiên cứu xem tương lai nó sẽ ảnh hưởng đến trái đất và là con người mình như thế nào. Và tương tự các bạn cũng sẽ muốn kiểu cộng trừ nhân chia những cái thứ liên quan đến ngày tháng năm sinh của bạn này. Bạn sẽ tìm hiểu xem người khác tại sao lại cảm thấy như thế. Bạn sẽ thường xuyên kiểu tính cả tên của mình nữa. Tức là những cái thứ như là thần số học hay là những cái thứ như là chiêm tinh nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy rất là yêu thích. Hoặc là ví dụ như kiểu ở Việt Nam ấy, có thể bạn sẽ rất thích những cái thứ như là tử vi, hoặc những cái thứ mà nó phong thủy hơn, những cái thứ mà các bạn có thể nghiên cứu hoặc là có thể đào sâu được ấy. Ngoài ra mình còn thấy đây là những người mà họ sẽ tự nhiên biết một cái thứ gì đấy mà không có lý do ấy, hoặc là tự nhiên họ làm một cái gì đấy mà không có lý do. Ví dụ như kiểu buổi sáng hôm đấy bạn tỉnh dậy và bạn cảm thấy là bạn không muốn đi cái con đường đấy nữa, tại vì bạn sợ là sẽ có tai nạn hoặc là sẽ có tắc đường chẳng hạn, thì nó đúng là sẽ có tai nạn xảy ra ở đấy. Hoặc là đôi khi bạn được hỏi một cái gì đấy thì tự nhiên bạn lại biết ấy. Và mình cũng thấy là những cái suy nghĩ bạn có trong đầu ấy, đôi khi nó sẽ trở thành hiện thực chẳng hạn, kiểu tự nhiên bạn biết thôi. Mình cũng là một người có khả năng này ấy, và trước đây mình đã từng được hỏi là có biết con đầu lòng của họ là con trai hay con gái không ấy, và mình trả lời ngay là con trai, vì thực ra là lúc đấy mình không nghĩ gì cả, chỉ là tự nhiên mình nói thế thôi ấy, và cái câu trả lời thì nó lại đúng ấy. Thì có rất có thể là các bạn có những cái trải nghiệm tương tự. Dấu hiệu tiếp theo nó cũng tương tự với cả cái dấu hiệu trên ấy, đó chính là khi mà bạn mới gặp một người ấy, bạn tự nhiên biết họ là người như thế nào, hoặc là bạn tự nhiên biết những cái thứ nó rất là random ấy, rất là kỳ lạ về họ. Ví dụ như kiểu bạn vừa nhìn thấy một người đi qua đường ấy, bạn sẽ nói được là người này vừa bước ra khỏi siêu thị, hoặc là bạn nhìn một người bạn sẽ biết được là họ đang thất nghiệp đấy, hoặc là mới gặp một người sẽ cảm thấy là họ làm YouTuber. Nó là những cái thứ mà nó rất là kỳ lạ xuất hiện trong đầu bạn mà nó không có bất kỳ một cái gì để có thể bằng chứng khoa học được là tại sao bạn lại biết ấy. Tức là chỉ đơn giản là bạn biết thôi, và về sau nó được chứng minh là đúng ấy, thì thực ra là bạn có khả năng claircognition, tức là bạn biết rất là tốt đấy. Và nếu như các bạn xem phim ấy, thì các bạn sẽ kiểu thích thú về cái việc là tại sao mọi thứ lại như thế, và cái bộ phim này được quay như thế nào ấy, họ được quay bằng cái máy quay gì ấy, cái góc quay như thế nào này, rồi thì các nhân vật tại sao lại làm cái việc đấy. Và mình cũng thấy bạn là những cái người có khả năng đoán được plot twist của bộ phim, hoặc là bạn có thể đoán được cái kết của bộ phim, và thường thì các bạn sẽ đoán rất là đúng ấy. Tức là bạn sẽ thích thú về cái việc là tại sao, hoặc là làm thế nào để có thể làm ra cái bộ phim đấy, hoặc làm thế nào để có thể các nhân vật ấy họ làm được ra cái việc đấy ấy. Thay vì những cái khả năng, ví dụ những người nghe tốt thì họ sẽ kiểu tập trung vào âm thanh, những cái người nhìn tốt thì họ sẽ tập trung vào hiệu ứng, còn các bạn thì sẽ tập trung vào cái việc là tại sao ấy, hoặc là làm thế nào để nó có thể đến được, hoặc là làm thế nào để nó có thể ra được một cái hình ảnh, một cái thước phim như vậy. Hy vọng là các bạn hiểu. Dấu hiệu tiếp theo mình thấy là ngày còn đi học, các bạn sẽ rất thích tất cả những cái thứ, hoặc là những cái câu hỏi mà nó có ABCD, những cái thứ mà multiple choice, có nhiều đáp án ấy. Tại vì bạn có khả năng kiểu nhìn vào đáp án đấy và đoán được xem đáp án nào là đúng ấy. Và mình thấy là rất có thể các bạn rất là giỏi về những cái thứ như là trắc nghiệm như thế nữa, vì các bạn có thể nhìn những cái đáp án thôi và tự hiểu xem là, phân tích xem là cái nào sẽ đem cho các bạn cảm giác đó là cái đáp án đúng ấy. Nên rất có thể bạn rất giỏi với những cái thứ như thế. Và đôi khi kể cả bạn không học ấy, thì bạn cũng sẽ biết được là nên chọn cái đáp án nào cơ. Tiếp theo mình thấy các bạn sẽ tự nhiên rất nên yêu thích những cái thứ như là khoa học này, những cái thứ như là nghiên cứu, những cái thứ giống như kiểu dạy học ấy, hoặc là giải thích ý nghĩa của những cái hiện tượng tâm linh hơn, hoặc là giải thích tại sao chiêm tinh lại đúng ấy, giải thích tại sao thần số học lại đúng chẳng hạn. Tức là bạn sẽ đem đến cái câu trả lời cho những cái thứ mà nó đang chưa có câu trả lời. Chính vì thế là nếu như các bạn làm những cái thứ nghiên cứu hoặc là đào rất là sâu vào thì nó sẽ rất là kiểu có ích ấy, vì các bạn có khả năng trả lời những cái câu hỏi mà mọi người chưa trả lời được này. Và mình thấy là bạn sẽ tự nhiên muốn nghiên cứu, tìm hiểu những cái thứ liên quan đến trái đất này, người ngoài hành tinh này,
kể cả bạn không cố tình thì nó vẫn sẽ khiến cho bạn cảm giác thích thú ấy, và mình thấy là các bạn sẽ rất là giỏi toán nữa. Và dấu hiệu tiếp theo ấy, đó chính là bạn thường xuyên được mọi người nói là bạn rất là thông minh ấy, tức là bạn rất là nhanh nhẹn này, bạn học mọi thứ rất là nhanh này, bạn học nhanh hơn người bình thường rất là nhiều, bạn giỏi một cái thứ gì đấy nhanh hơn người bình thường rất là nhiều. Đấy là tại vì các bạn tự động đã biết cái thứ đấy là cái gì và bạn tự có cái khả năng có thể học được những cái thứ đấy. Mình cảm giác là các bạn là những cái người có thể tự dạy được cho mình nhá, và tự nghiên cứu được cho mình nữa. Các bạn sẽ rất là giỏi tất cả những cái thứ như là khoa học, tất cả những cái thứ như là công nghệ thông tin, và bản thân các bạn thật sự là học cái gì cũng giỏi ấy. Nếu như các bạn thường xuyên nhận được lời khen là mình rất là thông minh hoặc là mình rất là nhanh nhẹn ấy, thì thực ra là bạn là một người có khả năng claircognition đấy. Và cuối cùng mình thấy đây là những cái người họ thường xuyên nói là I think, tức là mình nghĩ là ấy, mình nghĩ nó là như thế, mình nghĩ là thế này thế kia, mình nghĩ là chúng ta nên đi ra đây, mình nghĩ là đáp án nó là như thế này. Đấy, thì cái này nó sẽ cần bạn có cái khả năng theo dõi hoặc là quan sát bản thân mình một chút. Nhưng nếu như bạn thường xuyên nói cái điều đấy ấy, thì tức là bạn là một người có khả năng biết rất là rõ. Và nếu như bạn là một người có khả năng claircognition, cái khả năng clear knowing ấy, thì tức là cái sứ mệnh của bạn hoặc là cái con đường của bạn ấy, nó sẽ hướng bạn đến với cả khoa học, hoặc là nó sẽ hướng bạn đến cái việc là dạy bảo và chứng minh tất cả những cái thứ mà nó chưa được chứng minh là đúng. Ví dụ như kiểu bạn có thể dạy mọi người về astrology này, bạn có thể dạy mọi người về thần số học, các bạn có thể dạy mọi người về phong thủy hoặc là bất kỳ một cái ngành huyền học nào khác nhá. Và các bạn cũng có thể chứng minh được là tại sao nó lại đúng, chứ không phải là những cái thứ nó bị mơ mộng hão huyền hoặc những cái thứ mà nó bị kỳ bí hay là nó bị huyền học quá đâu. Và mình thấy là cái sứ mệnh của các bạn đó chính là chứng minh tất cả những cái thứ đấy là đúng, và các bạn có khả năng chứng minh cái thứ đấy nữa. Gần như là tất cả những cái ngành mà nó đòi hỏi cái việc suy nghĩ này, nó đòi hỏi cái việc khoa học này, nó sẽ rất là tốt cho các bạn, nó sẽ rất là rộng nhá. Chỉ là các bạn sẽ dựa trên tất cả những cái gì mình làm thông qua khoa học thôi. Giống như kiểu mình vậy, kể cả mình đang làm một cái ngành mà nó rất là huyền học đi thì mình vẫn đang dựa nó trên khoa học. Và ngoài ra, nếu như các bạn thực hành luật hấp dẫn ấy, thì cái cách nhanh nhất của các bạn để có thể manifest ước mơ của mình đó chính là cảm nhận, hoặc đó chính là sống giống như kiểu cái thứ đấy đã đến rồi, một dạng fake it till you make it kiểu thế. Tại vì các bạn là những cái người mà rất là logic, và các bạn là những cái người mà có cái cách suy nghĩ rất là tốt, nên chỉ khi nào mà các bạn sống giống như kiểu bạn đã có cái thứ đấy rồi thì đấy sẽ là cái cách nhanh nhất để bạn có thể manifest cái ước mơ của mình. Và khả năng tâm linh cuối cùng mà mình muốn nói trong hôm nay đó chính là clairvoyance, hay còn gọi là clear seeing, có nghĩa là nhìn rất là rõ. Một người có khả năng nhìn thấy tất cả mọi thứ một cách rõ ràng. Dấu hiệu đầu tiên ấy, rất có thể là từ ngày bạn còn nhỏ ấy, khi mà bạn ngồi học trong lớp hoặc là bạn nhìn những cái người xung quanh bạn chẳng hạn, bạn sẽ thấy khi mà bạn nhìn họ xa xa ấy, hoặc là bạn tự nhiên zone out ấy, bạn sẽ thấy được ở họ có một cái năng lượng nào đấy, hoặc là xung quanh họ có cái màu sắc nào đấy chẳng hạn. Cái này sẽ rất là khó tả ấy, nhưng nó là cái cảm giác mà bạn có thể nhìn được những cái thứ mà nó không thuộc về thế giới 3D này, bạn có thể nhìn được năng lượng. Và thực ra cái thứ đấy nó chính là aura ấy. Bạn có thể nhìn được aura hoặc là nhìn được cái trường năng lượng của người khác khi mà bạn còn nhỏ. Bạn sẽ đặc biệt chú ý đến người khác thông qua cái năng lượng của họ như thế nào ấy. Thứ hai là các bạn có thể nhìn được những cái thứ nó giống như kiểu bóng người này, những cái thứ giống như kiểu bóng hình người ấy, hoặc là những cái bóng tròn tròn ấy, những cái kiểu khi mà bạn chụp ảnh ấy, bạn sẽ chụp được cái hình ảnh linh hồn hoặc là cái hình ảnh mà nó là năng lượng là như thế nào ấy. Đấy, hoặc thậm chí là các bạn có thể nhìn thấy ma rồi nhá, nhìn những cái hình bóng mà nó giống như là người mà nó đang lơ lửng ấy. Mình cũng thấy đây là những cái người mà ở cái tầm nhìn của họ ấy, hoặc là ở cái tầm mắt của họ ấy, sẽ thường xuyên có những cái trắng trắng, hoặc là sẽ thường xuyên có những cái hình ảnh mờ mờ ấy. Đấy, giống như thế này này, khi mà bạn chụp ảnh ấy, đấy là tại vì bạn có khả năng nhìn được năng lượng, hoặc là bạn có khả năng nhìn được mọi thứ rất là rõ. Dấu hiệu tiếp theo ấy, mình thấy đây là những cái người mà hồi còn nhỏ ấy, khi mà bạn nhắm mắt lại hoặc là trước khi bạn đi ngủ ấy, kể cả là đèn xung quanh rất là tối nhá, bạn sẽ nhìn thấy những cái đốm tròn hoặc là những cái hình tam giác, những cái hình mà nó cứ màu sắc ở bên trong bạn ấy. Khi mà bạn nhắm mắt lại ấy, nó có thể là kiểu ngọn lửa này, nó có thể là hình tròn hoặc hình tam giác ấy. Đấy, mình thấy cái này nó sẽ thường xuyên có nhất khi mà còn trẻ hoặc khi mà ở trẻ con. Sau đấy khi mà lớn lên rồi thì rất có thể là chúng ta mất đi cái khả năng đấy, hoặc là chúng ta mất đi cái thứ đấy rồi. Dấu hiệu tiếp theo là có thể hồi nhỏ ấy, bạn đã từng có bạn tưởng tượng, hoặc là bạn đã từng nhìn thấy những cái người mà mọi người không nhìn thấy chẳng hạn, hoặc là các bạn có thể nhìn thấy đĩa bay, các bạn có thể nhìn thấy người ngoài hành tinh, tất cả những cái thứ giống như kiểu thiên thần, tức là bạn đã nhìn thấy những cái thực thể, hoặc là bạn nhìn thấy những cái thứ mà nó không thuộc về cái thế giới 3D này ấy. Đây cũng là những cái người mà thường xuyên nói là mình thấy I see ấy, mình thấy nó là như thế, mình thấy cái này, mình thấy cái kia, kiểu vậy. Tức là họ thường xuyên nói là họ thấy. Và nếu như các bạn là một người kiểu làm về lĩnh vực tâm linh, hoặc là các bạn làm tarot reader ấy, thì rất có thể là cái câu mà bạn hay nói đấy là mình thấy hình ảnh này, mình thấy hình ảnh kia ấy. Ngoài ra mình thấy các bạn cũng sẽ rất là yêu thích những thứ như là tarot, tại vì nó có những cái hình ảnh ấy,
nó rất là rực rỡ và nó giúp cho các bạn nhìn hình ảnh để có thể đoán được những cái thông điệp chỉ ra rất là tốt. Ngoài ra mình cũng thấy nếu như các bạn thích những thứ như là tarot reading ấy thì các bạn sẽ yêu thích cái việc nhìn hình ảnh ở trong đấy để xem là từ cái hình ảnh đấy nó sẽ thể hiện cái gì, hoặc là từ cái hình ảnh đấy nó sẽ nói lên cái điều gì ấy. Thay vì những cái người khác họ chỉ tập trung nghe cái người reader nói xem thông điệp là gì thôi ấy, thì các bạn sẽ tập trung vào cái việc là cái hình ảnh ở bên dưới nó như thế nào, nó truyền tải cái ngôn ngữ gì. Dấu hiệu tiếp theo đó là khi mà bạn xem phim ấy, cái thứ nó khiến cho bạn cảm thấy yêu thích nhất đó chính là make up này, đó chính là trang phục này, đó chính là cái việc hiệu ứng hình ảnh như thế nào ấy, mọi thứ nó đẹp như thế nào, ánh sáng như thế nào. Mọi người có thể những cái người nghe tốt họ sẽ yêu thích âm thanh, sẽ có những người họ yêu thích những cái thứ như là làm thế nào để có thể làm ra bộ phim ấy. Nhưng với các bạn ấy, bạn sẽ thật sự thích cái việc là cái bộ phim đấy trông như thế nào, những cái người ở trong phim trông như thế nào đấy. Và rất có thể bạn sẽ yêu thích những bộ phim mà nó đem đến cho bạn cái cảm giác bạn có thể trải nghiệm cái không gian đấy. Ví dụ như kiểu vài người họ sẽ rất là thích những bộ phim từ những cái thế kỷ khác này, khi mà mọi người mặc những cái đồ hoặc là mọi thứ nó rất là sinh động ấy. Đấy, tức là bạn yêu thích những cái thứ mà nhìn bằng mắt thường nó có thể khiến cho bạn cảm thấy stimulate, tức là có thể cảm thấy hứng thú với cả những cái thứ liên quan đến cái cách mà bạn nhìn. Hy vọng là các bạn hiểu. Ngoài ra mình cũng thấy các bạn sẽ là những cái người mà thường xuyên gặp cái cảm giác déjà vu ấy, tức là cảm giác quen thuộc, giống như kiểu mình đã nhìn cái hình ảnh này ở đâu rồi, mình đã gặp cái người này ở đâu rồi, hoặc là mình đã nhìn thấy cái hình ảnh này ở trong mơ rồi nhá. Rất có thể các bạn thường xuyên có những cái giấc mơ mà nó trở thành hiện thực này, hoặc là các bạn thường xuyên giữa ban ngày ấy cũng sẽ nhìn thấy được một cái gì đấy, và tất cả những cái thứ mà bạn nhìn ra trong mơ hoặc nhìn giữa ban ngày ấy nó đều trở thành hiện thực hết, nên là luôn luôn có cái cảm giác quen thuộc ấy, hoặc là các bạn có thể nhìn thấy những cái vision, những cái hình ảnh ở trong đầu mình nữa. Dấu hiệu tiếp theo đó chính là trong tất cả các dạng nghệ thuật ấy thì những cái dạng nghệ thuật mà phải dùng mắt nhìn hoặc là tất cả những cái dạng nghệ thuật mà visual ấy, nó là những cái thứ mà bạn yêu thích nhất, bạn thích thú nhất. Ví dụ như kiểu vẽ này, ví dụ như kiểu nhiếp ảnh này, những cái thứ mà liên quan đến thiết kế thời trang, cái khả năng mà kiểu nghệ thuật, cái khả năng nhìn bằng mắt của bạn như thế nào nhá. Những thứ như là màu sắc này, những thứ như là bối cảnh này, tất cả những cái thứ giống như kiểu cái sự cân bằng ấy, nó là những cái thứ khi mà bạn nhìn vào nó sẽ đập vào mắt bạn đầu tiên. Bạn thích phim ảnh, bạn thích những cái thứ như là thời trang, nói chung là tất cả những cái gì thuộc về cái khả năng nhìn và thuộc về cái khả năng phân tích hình ảnh ấy, thì mình thấy đấy là cái thứ mà bạn rất là yêu thích và thậm chí là các bạn rất là giỏi nữa. Cuối cùng mình thấy đây là những cái người mà họ sẽ chỉ cảm thấy thoải mái hoặc là sẽ chỉ cảm thấy thanh bình khi mà tất cả mọi đồ đạc trong phòng của họ đã đúng vị trí, hoặc khi mà cái phòng của họ được decor theo đúng cách đấy, hoặc khi mà cái nơi đấy nó được sơn đúng cái màu đấy. Tức là cái cách mà họ nhìn nhận mọi thứ ấy nó sẽ khiến cho tâm trạng của họ cảm thấy như thế nào đấy. Nên rất có thể là các bạn là những cái người kiểu làm việc rất là có gu này, các bạn sẽ kiểu phải edit tất cả những cái hình ảnh của mình như thế nào đấy, theo một cái tông nào đấy. Các bạn có thể phải sắp xếp những ảnh trên Instagram theo một cái lối nào đấy chẳng hạn. Tức là mọi thứ nó phải có một cái sự sắp xếp, nó phải có một cái lối cân bằng rất là rõ ràng thì bạn mới cảm thấy thoải mái, thì bạn mới cảm thấy thanh bình ở trong tâm trí của mình. Và các bạn sẽ kiểu luôn luôn cần cái thứ đấy ở đúng cái vị trí đấy, hoặc là cái nơi đấy nó phải đúng là như thế đấy. Tức là những cái thứ mà bạn nhìn thấy ấy, nó ở trước mắt bạn ấy, thì bạn cần biết là nó phải đúng ý bạn thì bạn mới cảm thấy thanh bình trong tâm trí mình được. Ngoài ra các bạn cũng sẽ là những cái người mà có khiếu thẩm mỹ rất là tốt, hoặc là có gu nghệ thuật rất là tốt. Tức là tự nhiên các bạn sẽ biết được màu nào là hợp, tự nhiên bạn sẽ biết được là cần phải mặc đồ gì, tự nhiên bạn sẽ biết được là phải chỉnh ảnh như thế nào. Tức là bạn sẽ có cái khả năng nhìn nó rất là chuẩn chỉnh đấy, và cái gu nghệ thuật của các bạn đấy nó cũng sẽ rất là ok, kiểu thế sẽ rất là tốt luôn. Và nếu như bạn là một người có cái khả năng claircognition, tức là khả năng nhìn rất là tốt, thì cái nhiệm vụ hoặc cái sứ mệnh của bạn trong cuộc sống ấy đó chính là làm role model, hoặc là một người truyền cảm hứng cho người khác, hoặc là một người sống giống như kiểu một ví dụ vậy. Tất nhiên là nó rất là rộng nhá, không phải tất cả mọi người đều làm influencer hoặc tất cả mọi người đều là người nổi tiếng, nhưng nó là một kiểu mọi người nhìn vào ấy và sẽ thấy là bạn sống rất là tốt, và mọi người sẽ muốn có được một cái cuộc sống như thế. Mọi người sẽ muốn sống vui vẻ giống như bạn, mọi người sẽ muốn sống một cách tâm linh, hoặc là sẽ thành công giống như bạn vậy. Tức nó là một dạng bạn truyền cảm hứng cho người khác thông qua cái việc bạn thể hiện cái vẻ đẹp của cuộc sống ấy, hoặc thông qua cái việc bạn vẽ vời nữa. Có những cái người họ làm ra những cái bức tranh ấy, hoặc là họ có những cái kiểu vẽ nó giúp nâng cái tần số của cái người nhìn lên nhá, có cái nghệ thuật đấy đấy. Và cũng có những cái người họ tạo ra một cái không gian đẹp để cho tất cả mọi người cảm thấy tốt hơn chẳng hạn. Nên là tất cả những cái gì liên quan đến thiết kế này, thiết kế thời trang này, thiết kế nội thất này, làm kiến trúc sư này, làm tất cả những cái thứ mà đem lại vẻ đẹp cho cuộc sống này, hoặc là bản thân các bạn đem lại vẻ đẹp cho chính mình ấy, thì cũng là một dạng bạn truyền cảm hứng cho người khác sống đúng với tất cả những cái gì mà
họ có. Các bạn có thể làm nhiếp ảnh, các bạn có thể làm nghệ sĩ, các bạn có thể làm nghệ thuật, các bạn có thể làm về xây dựng. Nói chung là tất cả những cái thứ nó đòi hỏi cái mắt nhìn của các bạn ấy. Sứ mệnh của các bạn đó chính là tạo ra những cái thứ xinh đẹp trên đời, hoặc là truyền cảm hứng cho mọi người, tạo ra những cái thứ xinh đẹp vào trong cuộc sống. Các bạn cũng có thể là những người set up những cái website này, hoặc là set up những cái thứ giống như kiểu trên mạng này. Nói chung là nó rất là rộng luôn. Và các bạn cũng có thể có khả năng nhìn được aura của người khác nhá. Nếu như các bạn làm những cái lĩnh vực tâm linh đấy, thì các bạn có thể nhìn được xem là người này đang như thế nào. Và nếu như các bạn là tarot reader ấy, thì các bạn sẽ rất giỏi cái việc là nhìn cái hình ảnh, xong sau đấy bạn phân tích ra là nó có ý nghĩa gì đấy, tức là từ hình ảnh nó sẽ đem đến thông điệp cho các bạn. Và nếu như các bạn là những cái người thực hành luật hấp dẫn, law of attraction, thì cái cách tốt nhất để các bạn có thể manifest đó chính là các bạn sử dụng hình ảnh, đó chính là visualization. Trước khi bạn đi ngủ chẳng hạn, bạn hãy tưởng tượng hoặc là hãy nhìn trong đầu mình xem là mình có cái thứ đấy rồi thì như thế nào, hoặc khi mà mình đang ở trong cái trạng thái đấy là như thế nào nhá. Hoặc là các bạn thường xuyên có những cái hình ảnh này mà các bạn muốn manifest này, các bạn có một cái bảng có những cái hình ảnh bạn muốn này, đấy thì đấy sẽ là cái cách tốt nhất để bạn có thể manifest được. Ok, đấy là tất cả những gì mình muốn nói trong clip ngày hôm nay về 4 khả năng tâm linh hoặc là psychic abilities nhá. Thực ra chúng ta vẫn còn những cái khả năng khác giống như kiểu clear tasting, tức là những người có thể nếm được ấy, họ có thể nếm được cái màu đấy có mùi gì, hoặc có vị gì, hoặc là họ có thể nếm được cái không gian đấy như thế nào, kiểu thế. Và có một cái khác là ngửi ấy, mình không chắc tên nó là gì, nhưng mà họ có thể ngửi được cái màu đấy là gì chẳng hạn, hoặc là ngửi được cái không gian đấy là như thế nào. Tuy nhiên mình chưa gặp ai có cái khả năng đấy ở bên ngoài cả. Chính vì thế là mình sẽ không nói đến nó trong cái clip ngày hôm nay. Tuy nhiên là nếu như bạn cảm thấy mình có một cái tài năng nào đấy, hoặc là mình có một cái khả năng tâm linh nào đấy, thì tức là nó sẽ phục vụ cho bạn trên cái hành trình của mình, hoặc là nó sẽ phục vụ cho bạn trong cái sứ mệnh của mình nhá. Ở trong clip tiếp theo mình sẽ nói đến làm thế nào để có thể activate, để có thể kích hoạt những cái khả năng tâm linh của bạn lên, và làm thế nào để luyện tập nó trở nên tốt nhất có thể, để có thể phục vụ cho bạn hoặc là cuộc sống của bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy like, subscribe, comment bên dưới nếu như bạn muốn có thêm nhiều clip về chủ đề này. Và mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau nha. Bye bye.